Thưa quý vị, chương trình truyền hình thứ bảy 22 tháng 12 trên kênh 7 gồm có 5 giờ 5 phút chiếu phim phim truyện Đức Mô Tô Cảnh Sát tập 16, 6 giờ phim hoạt hình Toon Disney, 6 giờ 30 phút chào ngày mới, 7 giờ nghệ thuật và cuộc sống, 7 giờ 15 phút thơ ca giao hòa biển mơ, 8 giờ 15 phút chân dung nhà vô địch, 8 giờ 45 phút thể thao sáng thứ bảy, 9 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam Đứa con và người lính, 10 giờ 55 phút du lịch vòng quanh thế giới Australia, 11 giờ 25 phút sống tươi trẻ mỗi ngày, 12 giờ chiếu phim phim truyện Trung Quốc Những người bí ẩn tập 13 và 14, 13 giờ 45 phút ca nhạc cuộc chia ly màu đỏ, 14 giờ 15 phút chiếu phim phim truyện Đức Biệt đội Đại bàng tập 23 và 24, 15 giờ 40 phút ca nhạc tình ca đỏ, 16 giờ 30 phút khoa học và đời sống, 17 giờ phim truyện Trung Quốc Hoàng đế Vĩnh Lạc tập 35 và 36, 18 giờ bản tin kinh tế, 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo, 19 giờ trò chơi truyền hình chuyện nhỏ, 19 giờ 50 phút tình thế giới, 20 giờ ngôi nhà mơ ước, 20 giờ 30 phút chuyện không của riêng ai, 21 giờ chinh phục đỉnh Everest, 21 giờ 10 phút cười chúc chơi, 21 giờ 20 phút chiếu phim phim truyện Việt Nam KTX tập 15, 22 giờ 15 phút tin trong nước, 22 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc Sóng gió cuối triều Minh tập 20, 23 giờ 30 phút tin cuối ngày tin thế giới tin thể thao, 23 giờ 50 phút người chiến thắng. Khán giả đón xem chương trình Nhịp cầu vàng, một diễn đàn bổ ích.